Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngày 25 tháng 12 năm 2021, thành phố ghi nhận 1.879 ca COVID-19 mắc mới. Đây cũng là ngày thứ hai Hà Nội ghi nhận gần 1.900 ca COVID-19, cũng là mức cao nhất cả nước. Trong 1.879 ca COVID-19 ghi nhận ngày 25 tháng 12, có 549 ca cộng đồng, 1.272 ca tại khu cách ly và 58 ca tại khu phong tỏa. 1.879 ca COVID-19 phân bố tại 350 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Trong đó, 549 ca cộng đồng ghi nhận tại 204 xã phường thuộc 28 trên 30 quận huyện. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như quận Hoàng Mai 207 ca, quận Đống Đa 166 ca, quận Long Biên 120 ca, huyện Thanh Trì 108 ca, quận Thanh Xuân 104 ca, huyện Đông Anh 96 ca, quận Hoàn Kiếm 93 ca. Cộng dồn số ca mắc mới tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 37.522 ca, trong đó 13.539 ca mắc ngoài cộng đồng và 23.983 ca đã được cách ly. Chiều 25 tháng 12, hàng loạt quận màu cam của thành phố có thông báo khẩn siết lại các quy định phòng chống dịch, dừng các hoạt động không thiết yếu. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho biết trên địa bàn quận trong tuần qua có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện các khu vực dân cư có số ca mắc tăng nhanh tại các phường Yên Phụ, Quảng An, Bưởi, Xuân La. Từ 12 giờ trưa 26 tháng 12, quận Tây Hồ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng chống dịch COVID-19, áp dụng từ 12 giờ ngày 26 tháng 12. Trước đó, quận Ba Đình áp dụng ngay các biện pháp phòng dịch từ 12 giờ ngày 25 tháng 12. Theo công bố cấp độ dịch, Hà Nội đã có 8 quận trung tâm ở cấp độ 3, tức màu cam, vùng nguy cơ cao, gồm Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm và Tây Hồ.